Hả? Đây 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 đây, anh đang lau chú ngay đây. Lớn đâu rồi, không có chân có tay hay sao mà bắt người ta phải phục vụ như thế? Ơi ơi. Mày ơi. Anh phục vụ kiểu gì đấy hả? Hả? Bố mẹ anh dạy anh cái thế à? Không làm được thì cút đi. Đây đây đây, anh xin lỗi chú, anh vụng quá, vụng quá. Vụng cái gì mà vụng hả? Vụng thì anh nghỉ việc qua đi nhá. Cút. Anh xin chú đừng có đuổi việc anh. Anh xin lỗi, xin lỗi, để anh lau để anh lau. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Hôm nay nhá. Cút yêu thì cút, đừng có về nhà tôi nữa. Này, anh cụt tay què giò hay là tàn phế? Tại sao lại bắt người khác phục vụ xong rồi mắng chửi người ta như thế? À. Tôi ghét cái cách anh thể hiện lắm đấy. Có tiền mà ngon à? Có cái bà già lắm mồm ở đâu ra đấy? Việc của cô à? Anh. Thôi, tôi xin cô. Tôi cảm ơn cô nhưng mà dù sao ở đây cũng là công việc của tôi. Thôi thì cô đừng có nói nữa được. Anh hiền quá, bị người ta bắt nạt sỉ nhục như vậy mà anh cũng chịu được sao? Thì bây giờ tôi chỉ là một cái thằng làm thuê. Người ta làm chủ thì người ta nói gì chả được. Cảm ơn cô nhưng mà mong là cô đừng có nói gì nữa nhé. Thấy chưa? Đến người ta chưa lên tiếng thì cô can thiệp cái gì hả? Cô có tin là chỉ vì cô mà tôi cho anh ta nghỉ việc luôn không? Này, anh đừng có mà quá đáng nhá. Sống ở trên đời này ấy, bớt nhiều chuyện lại đi. Không phải chuyện của mình thì đừng can thiệp vào. Còn cả anh nữa, ngày hôm nay cút đâu thì cút, đừng về nhà tôi. Cậu Toàn. Cảm ơn cô. Nhưng mà nhờ cô thì bây giờ mọi chuyện rối hơn rồi đấy. Chẳng lẽ anh vì tiền mà chịu để cho anh ta xúc phạm, mắng chửi sỉ nhục như thế à? Đúng. Bởi vì là tôi không có tiền, tôi nghèo, cho nên người ta nói cái gì là được. Cô đã bao giờ sống thiếu thốn đâu mà cũng biết giá trị của đồng tiền là như thế nào. Lần sau nếu mà gặp tôi chỉ tránh xa cái việc của tôi ra. Tôi mới bị mất việc thì cô không xong với tôi đâu. Đúng là không biết tốt xấu mà. Tôi đang giúp anh mà. Sao ai kêu mà giống cái người đàn ông hôm qua đấy nhở? Chuyện gì sao mà trông mờ ám thế? Thao, bây giờ mới biết sợ à? Tao nói cho mày biết nhá, bao nhiêu năm qua tao đã phải phục vụ, phải hầu hạ mày là quá đủ rồi, mày hiểu chưa? Đủ có chó phản chủ. Suốt bao nhiêu năm qua nhà tôi giúp đỡ nhà anh, cho cả gia đình anh có công ăn việc làm, vậy mà bây giờ anh dám phản tôi à? Đấy, đừng có lên mặt với tao. Bây giờ mày chỉ là một cái thằng hèn ở ngoài đường thôi, mày hiểu chưa? Mày không phải là thiếu gia, không phải là ông chủ nữa. Mày thôi đi. Được. Thì thôi đi đây. Hôm nay tao sẽ trả lại tất cả những gì mà mày bắt tao chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua. Anh muốn làm gì? Muốn gì này? Muốn gì? Thiếu gia, đại gia. Mày. Hôm nay ấy, tao trả lại tất cả những cái gì mà tao đã phải chịu đựng suốt thời gian qua, mày hiểu chưa? Tao bây giờ có tiền rồi. Còn mày ấy, để xem là không có tao phục vụ thì mày sống hiểu gì? Tức rồi. Này! Anh làm sao đây? Tỉnh dậy đi! Cô là ai? Tôi á, tôi là người hôm trước che anh cụt tay đấy. Sao anh lại bị như này? Tôi nhớ cô rồi. Cảm ơn cô nhá. Gia đình tôi phá sản, cho nên tôi bị anh ta đánh đập và sỉ nhục như vậy. Đấy, tôi đã bảo rồi mà. Ngày trước ấy, anh mà đối xử tử tế với người ta thì bây giờ người ta đâu có đánh anh bầm dập như vậy. Tôi cũng không biết nữa. Từ khi mà tôi sinh ra, tôi đã quen được phục vụ như vậy rồi. Và tôi không được dạy là phải đối xử tử tế với người khác. Hóa ra là đại gia à? Thiếu gia con nhà giàu à? Nhưng bây giờ thì hết rồi. Nhà tôi đã phá sản, giờ tôi vô sản rồi. Này, thế anh có muốn kiếm việc làm không?
tôi có một quán cà phê đang tuyển nhân viên phục vụ. Nếu như mà anh muốn làm ấy thì tôi sẽ giúp anh. Nhưng mà tôi không biết cách làm việc. Đơn giản, tôi dạy anh là được mà. Chuyện cũ quên hết đi. Bây giờ bắt đầu một cuộc sống mới. Làm không? Được, tôi đồng ý. Là mày à? Mày vẫn còn sống à Toàn? Này, mày đứng lại đấy. Suốt thời gian qua tao đã tò mò không biết là mày đã sống ở đâu. Hóa ra là mày trốn đây làm phục vụ à? Anh muốn uống gì? Uống gì cũng được. Nhưng mà hôm nay nhất định là mày phải ngồi đây để phục vụ tao như cách mà ngày trước tao phục vụ mày. Dương đã dạy mình là phục vụ thì phải nhịn khách. Mày nhìn anh ta vậy. Được thôi. Đút nước cho tao uống thôi. Sao? Tao lại đáng đổi mày lắm. Này, ngày trước mình từng là một thiếu gia nhà giàu. Bây giờ lại phải hạ mình xuống đây để phục vụ tao này. Có tức không? Hả? Không. Tôi nhận tiền thì tôi phục vụ thôi. Nhưng mà chuyện năm xưa ấy là chính anh tự nguyện cơ mà. Anh cầu xin gia đình tôi để được phục vụ tôi. Mà nếu như anh không thích ý thì anh cứ nói thẳng đi. Bây giờ anh trả thù như vậy có buồn cười lắm không? Này, mày đừng có ăn nói mất dạy với tao. Bây giờ tao là người có tiền, còn mày chỉ là một cái thằng phục vụ thôi. Đừng có cãi. Lúc trước ấy đúng là tôi đã bắt anh phục vụ tôi, nhưng mà không tới mức thế này. Còn bây giờ mong anh hãy lịch sự một chút. Nếu không thì tôi xin phép. Xin phép á? Mày định làm gì? Mày định làm gì tao? Tôi xin phép. Này, hôm nay mày phải ở đây để phục vụ tao, phải hầu hạ tao. Còn không ấy, tao cho mày mất việc cho mày hiểu chưa? Chủ quán! Chủ quán đâu? Có chuyện gì vậy ạ? Tôi chính là chủ quán ở đây. Cô à? Đuổi việc thằng này cho tôi. Xin lỗi anh, nhưng anh Toàn đâu có làm gì sai đâu. Tại sao tôi phải đuổi việc anh ấy? Nó lao với khách, nó mất dạy với khách, được chưa? Còn ok, nếu bây giờ tôi không đuổi việc nó thì cô phải quỳ xuống đây xin lỗi tôi thay cho nó. Tôi bỏ qua thôi. Tôi biết là anh và anh Toàn ghét nhau, nhưng anh không thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến quán của tôi chứ. Thôi được rồi, hôm nay tôi sẽ miễn phí nước cho anh. Tao không cần, bố mới không thích. Bây giờ một là quỳ xuống, hai là cho tài nghỉ việc. Vậy thì con mời bố đi về ạ. Con không cần loại khách như bố. Đi đi. Mày được rồi. Tôi xin lỗi cô chuyện sáng nay. Không có gì đâu. Sống lâu trên đời ấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Anh đã nhịn hắn ta như vậy rồi mà hắn ta còn không biết điều thì tôi đuổi đi thôi. Không sao đâu. Cảm ơn cô nhé. Tôi hứa tôi sẽ làm việc đàng hoàng và cố gắng. Và lần sau nếu như nhịn được hắn thì tôi sẽ nhịn. Anh ơi, tôi thấy anh đẹp trai quá. Anh có thể cho tôi xin kiểu ảnh được không? Dạ vâng, được ạ. Anh ơi, nếu như mà anh không phiền ấy thì anh cho tôi xin số điện thoại được không? Dạ cái này thì không được ạ. Anh đẹp trai như thế này phụ nữ rất là thích. Anh cho tôi xin số điện thoại đi. Nếu như mà buổi tối rảnh rảnh ấy mình có thể tâm sự với nhau không? Tôi xin lỗi nhưng mà không được. Này, sau lưng tao mày vẫn dám đi xin số của trai lạ à? Mày có thích chết không? Kìa anh, đừng đánh phụ nữ như vậy chứ. Sao cứ lại là mày nhỉ?
Đây là việc riêng của tao, đừng có xía vào. Nhưng mà anh đánh người tại chỗ làm việc của tôi, anh dừng lại đi. Anh ơi, anh mau cứu tôi với, chứ người yêu của tôi bạo lực lắm. Con danh con này, đi ra đây. Còn cả mày nữa, mày hơi bị nhiều chuyện rồi đấy. Riêng ngày hôm nay nha, tao phải gọi chủ quán ra đây cho mày nghỉ việc. Thôi được rồi, tôi xin lỗi anh. Nhưng mà anh đừng có chuyện đây nữa được không? Mày bớt cái kiểu ra lệnh như thế đi. Bây giờ mày cũng không phải là thiếu gia để mà ra lệnh tao nữa, hiểu chưa? Mày chỉ là một thằng nhân viên phục vụ không hơn không kém thôi. Tôi anh ơi, đừng gây sự nữa. Mày im bao giờ? Có chuyện gì đấy? Đúng lúc quá, bà chủ quán đây rồi. Ra xem lại nhân viên của mình đi. Nó dám tán tỉnh và quyến rũ người yêu của tôi đấy. Tôi không có. Đúng rồi anh ạ, em chỉ mới chụp ảnh thôi, chứ em chưa kịp lấy số. Thế thì chắc là có chuyện gì hiểu lầm ở đây rồi. Chả có gì hiểu lầm cả. Tôi là khách và lời nói của tôi là đúng. Bây giờ cô bắt nó phải xin lỗi tôi đây, hoặc không thì phải quỳ xuống xin tôi. Như vậy thì kỳ quá. Hay là để tôi miễn phí nước lần này và các lần sau nữa cho anh nhá. Không cần. Đã bảo rồi, bắt nó quỳ xuống để mà xin tôi. Còn nếu không ấy, tôi sẽ bóc phốt cái quán này của cô lên mạng đấy. Thôi được rồi, tôi sẽ làm. Nhưng mà anh làm ơn bỏ qua cho quán này được không? Anh không cần phải quỳ trước mặt kẻ thối tha như hắn. Con người ấy cũng có sức chịu đựng của mình. Anh không cần phải nhẫn nhịn đến mức mà đánh mất nhân cách của mình. Hai người mau đi đi. Cô đang nói chuyện với ai đấy? Khách hàng là thượng đế. Cô chưa nghe đấy câu ấy à? Thượng đế thì lên trời mà ở. Ở đây không bán hàng cho thượng đế. Mau đi đi. Thôi anh ơi, hay là thôi mình đi về đi. Không mọi người cười cho đấy. Tất cả là mày đấy. Chuyện này chưa xong đâu. Đi về. Xin lỗi mọi người ạ. Dẹp đi, tôi lại sợ quá cơ. Thiệt cô Dương, lỡ như anh ta làm thật thì sao? Thì đóng cửa. Tôi và anh sẽ đi chỗ khác. Tôi sẽ tìm công việc khác cho hai chúng ta. Ơ, Toàn, con đi đâu đấy? Khoan đã. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Cái gì? Tôi muốn xin lỗi anh chuyện vừa rồi. Anh có thể bỏ qua cho quán được không? Bây giờ chó bắt đầu biết nói tiếng người rồi đấy à? Biết sợ rồi à? Hả? Anh ơi, dù sao thì anh cũng đã bỏ qua rồi. Hay là... Hay cái gì? Cô thì biết cái gì mà nói? Hả? À? Lúc trước nhà thầy nó giàu, nó là thiếu gia, nó thuê tôi về làm giúp việc. Bây giờ nó phá sản rồi, nó chỉ là một cái thằng phục vụ quèn thôi. Tôi không nhân lấy cơ hội để dạy dỗ nó đi bao giờ. Tôi thật sự xin lỗi anh. Nhưng mà anh có thể bỏ qua cho quán được không? Làm sao mà dễ thế được? Bây giờ mày nghỉ việc đi, tao bỏ qua cho. Được rồi, ngày hôm nay tôi sẽ xin nghỉ việc. Không phải nghỉ. Anh ấy không làm gì sai cả. Còn anh ấy, anh là cái quái gì mà đòi đóng cửa quán của tôi. Ai? Thời buổi này nó là cái thời buổi công nghệ thông tin, hiểu chưa? Tôi chỉ cần đăng một cái bài phốt lên trên mạng thôi ấy, là cái quán của cô sẽ bị ế ẩm, bị mang tiếng. Sợ chưa? Hóa ra là bóc phốt à? Được, anh làm đi. Anh đăng tin sai sự thật đi, tôi báo công an để bắt anh đấy. Anh ơi, thôi đi về đi, em đói quá. Con này mày bị làm sao ấy nhở? Lúc nào mày cũng chỉ biết ăn như con lợn đi thôi à? Đây không phải việc của mày, đừng có xé vào. Cho tôi hỏi, có anh Toàn ở đây không ạ? Chào anh, tôi là Toàn đây ạ. À, anh Toàn, tôi là thư ký của bố anh. Hôm nay đến đây để mời anh về, có chuyện quan trọng muốn thông báo. Cái gì chứ? Nhà tôi đã phá sản rồi mà. Làm gì có chuyện thư ký của bố tôi ở đây được. À, chuyện phá sản chỉ là lừa anh thôi. Ông chủ thấy anh lười quá nên là muốn tạo cho anh một cú sốc để anh tu trí làm ăn. Bây giờ anh kiếm được tiền nuôi bản thân rồi thì ông chủ muốn mời anh về. Không thì nào mà có chuyện đấy được. Rõ ràng là ngày trước nhà nó phá sản, tôi là phục vụ cho nhà nó. Nhà nó phá sản còn phải đuổi việc tôi cơ mà. Tự nhiên bây giờ lại bảo lừa là sao? Anh có phải là anh Hải không? Thật ra chuyện này anh là người thân thiết với anh Toàn nên là ông chủ cũng không tiện nói cho anh biết. Không thể nào. Thầy không thể nào mà làm thiếu gia được. Chúc mừng anh nhá. Vậy là nhà anh không phá sản rồi. Anh có thể quay trở về nhà và trở lại cuộc sống bình thường được rồi. Cảm ơn cô. Cậu Toàn đây, chúc mừng cậu nhá. Thú thật với cậu là thời gian vừa qua tôi làm ăn nó cũng hơi khó khăn. Không biết là bây giờ tôi có thể quay lại làm việc cho cậu nữa được không nhỉ? Anh mơ đấy à? Nhờ có chuyện vừa rồi ấy là tôi mới biết được bộ mặt thật của anh đấy. Tôi... Anh đúng cái loại đê tiện đấy. Gió theo chiều nào thì theo chiều đấy. Chia tay đi. Tôi không thể nào yêu cái loại vừa ba phải vừa vũ phu như anh được. Ơ kìa, Linh. Anh Hải, anh không thể bỏ ra anh dễ dàng như vậy được. Bây giờ anh phải ở đây
xin lỗi cô Dương. Mà hứa từ nay về sau không phá quán của cô ấy nữa. Cô Dương ơi, thành thật là xin lỗi cô. Tôi hứa với cô là từ nay về sau chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ dám quay lại đây để làm phiền cô nữa. Cô bỏ qua cho tôi chuyện này nhá. Được rồi, anh đi đi. Anh hãy về nhà đi. Hãy cố gắng phát triển. Đừng dựa dẫm vào bất kỳ ai. Hãy trở thành một người đàn ông chín chắn và chững chạc hơn nhé. Cảm ơn cô đã cho tôi những bài học quý giá khi mà tôi ở đây. Nhất định tôi sẽ về thăm cô. Cô có sớm nữa chúng ta đi thôi. Cảm ơn cô. Tạm biệt.